Hello. Xin chào mọi người. Mọi cái bài hát giả tiếng Trung có hay không? Nói chung là cái gì nó cũng cần phải có thời gian đấy. Cái việc làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật nó đâu có đơn giản, đâu có nhanh dễ như là việc mình chăm sóc các thứ bên ngoài, đúng không? Ví dụ như những sản phẩm chăm sóc da các thứ thì mình có thể dùng ngày 1, ngày 2, dùng lần 1, lần 2 là mình có thể cảm nhận được. Và dùng đến khoảng thứ 5, thứ 6 rồi mà vẫn không thấy có sự thay đổi thì chứng tỏ là mình phụ sản phẩm đó nó không hiệu quả. Nhưng mà cái việc làm đẹp bằng phẫu thuật thì nó cần phải có thời gian đấy, đúng không ạ? Nói chung là anh bị nghiện tắm trắng ấy. Nghiện sử dụng những phương pháp tắm trắng, nghiện sử dụng những sản phẩm làm trắng. Nói chung là mình rất là nghiện, bởi vì là oanh quan niệm là làn da đẹp ấy, thì mặc cái gì cũng đẹp. Thật ra cái váy này mọi người vừa khen rất là nhiều và có bạn đã hỏi, thì oanh đứng mọi người xem chỉ một cái váy rất vớ vẩn, một cái váy ngủ một cái váy mặc ở nhà rất là vớ vẩn 2 giây. Thế nhưng mà vì mình có một làn da trắng này, sáng này, mịn màng này, không có da chết, thì mặc auto đẹp, mặc cái gì cũng đẹp luôn ấy. Chính vì thế là đôi khi nhiều mọi người nghĩ là anh mặc đồ đẹp ý, thật ra nó cũng không phải là yếu tố là do đồ nó đẹp đâu, mà là vì là mình có làn da ok ấy, cho nên là mặc cái gì nó cũng đẹp, mọi người công nhận không? Đấy, da đẹp nhá thì có mặc khoác bao tải cũng thấy đẹp. Cho nên là anh rất là không phải là yêu thích đâu mà cực kỳ nghiện những dòng sản phẩm chăm sóc da, dưỡng trắng da, tắm trắng rồi bo kem body các thứ, nghiện lắm. Nhưng vì là cái bộ sản phẩm này được thấy mọi người cũng dùng nhiều, bạn bè anh em nghệ sĩ mọi người cũng dùng ấy, thì thấy review rất là tốt. Mà oanh thì oanh thấy là bản thân oanh cũng đang dùng rất là nhiều rồi, mà da oanh cũng đang trắng sẵn rồi, thì liệu sản phẩm có thật sự hiệu quả không ấy, thì oanh mới dùng thử và dùng một phát là mê luôn, mê thật sự. Mê thật sự. Bây giờ là oanh sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, oanh sẽ nói về cái dòng sản phẩm này và test thử lên cho mọi người làn da của anh, để mọi người thấy rằng là sản phẩm nó an toàn và nó hiệu quả như thế nào, và cũng để mọi người hiểu rõ hơn về sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm nhá. Đây là cái đầu tiên này, là cái mà anh thích nhất, là cái ủ trắng được của bằng than hoạt tính, là anh thích nhất, mình mê cái này lắm luôn đi, bởi vì tắm xong một cái là mình cảm nhận được rõ rệt luôn, thích lắm luôn ấy. Đây là cái ủ trắng này. Ngoài ra thì nó còn có cái này là cái sữa tắm này. Cái dòng này là dòng của Skin ASC. Cái này là cái sữa tắm này, nó có cả cái hạt để tẩy da chết nhá. Đó, còn đây là hai cái này là hai cái, một cái là kem dưỡng da ban đêm, một cái là vô cùng thích là dưỡng da ban ngày mà còn có cả chống nắng nữa. Và cái sản phẩm này rất là tốt cho mình, bởi vì là ngoài cái việc mà chăm sóc dưỡng trắng da ấy, thì mình cần phải có cái sản phẩm nó còn bảo vệ được da của mình để không bị bắt nắng này, và tránh khỏi những cái tác hại từ môi trường bụi bẩn nữa. Đấy, nên là phải dùng đầy đủ từng bước như thế này thì ta sẽ có một làn da như thế này. Thì Quỳnh có hỏi mọi người là thì Quỳnh theo dõi mọi người và hỏi mọi người thì thấy mọi người đang sử dụng sản phẩm Skin ASC này, thì sau đó thì Quỳnh phải dinh ngay combo bộ sản phẩm này về nhà để Quỳnh sử dụng. Và mọi người biết không, thực sự là Quỳnh bị sốc luôn. Sau một thời gian dài thì làn da của Quỳnh đã trắng sáng bật tông, và ngay từ lần đầu tiên Quỳnh sử dụng nó đã bật tông lên rồi. Và giá của combo sản phẩm này thì rất là rẻ mà rất là vừa phù hợp với túi tiền của tất cả các bạn luôn. Một chai sản phẩm là sẽ chỉ có giá là 490.000 thôi, và khi mà Quỳnh mua combo thì Quỳnh được tặng thêm một chai sữa tắm nữa, và combo ba sản phẩm là kem than hoạt tính ủ trắng là có giá là 490.000, và hai chai kem dưỡng da ban ngày và ban đêm cũng chỉ có giá là 490.000 thôi. Nhưng khi mà mua combo ba sản phẩm này thì chỉ có giá là 1.470.000 và được tặng kèm theo chai sữa tắm này nữa, nên là Quỳnh phải làm ngay cái bộ đôi, lại làm ngay một cái clip để review sản phẩm này cho mọi người. Và mọi người biết không, thực sự bây giờ mọi người nhìn thấy nhá, làn da của Quỳnh trắng đều và mịn màng. Nếu như ai đã từng gặp Quỳnh ở ngoài rồi thì mọi người đều hỏi là làm sao mà để em có một cái làn da trắng sáng như thế này, thì Quỳnh chỉ nói là đẹp tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp. Và bây giờ không chần chừ gì nữa thì Quỳnh sẽ test ngay sản phẩm Skin ASC. Bước đầu tiên đó chính là sữa tắm, mình sẽ thay cho sữa tắm hàng ngày nha. Đây chính là cái sữa tắm sẽ kích thích làm nở lỗ chân lông của mình ra để một chút nữa nó sẽ hấp thụ tất cả các cái dưỡng chất ở trong sản phẩm, ba sản phẩm còn lại. Bây giờ thì Quỳnh sẽ làm ướt tay đã. Đó. Rồi, bây giờ thì Quỳnh sẽ
cho sản phẩm sữa tắm ra tay. Bây giờ thì massage nhá, Quỳnh sẽ massage này. Nó sẽ lên bọt này mọi người. Trong cái thành phần sữa tắm này này, nó có các cái hạt tinh chất. Các hạt tinh chất này sẽ là cái hạt tinh chất để cọ sát vào da của mình. Nó sẽ lấy đi tất cả các cái bụi bẩn ở trong lỗ chân lông của mình ra. Nó sẽ hút hết những cái sắc tố đen nám ở dưới da của mình. Nó sẽ hút hết ra, nó sẽ đẩy theo cái đường bọt này đi ra ngoài này mọi người này. Đó, các cái sắc tố này nó sẽ đen nám, nó sẽ theo những cái hạt tinh chất này nó sẽ theo đi ra ngoài. Mà một chút nữa chúng ta khi mà chúng ta massage như này này, các dưỡng chất nó sẽ thẩm thấu ở bên trong của da, các bụi bẩn nó sẽ được đẩy, được đào thải đi ra ngoài, sẽ là rất là tốt. Khi mà nó đã làm, khi mà cái bước sữa tắm này này, mình sẽ massage từ 5 đến 10 phút, sau đó mình sẽ tắm sạch lại bằng nước nha mọi người. Tắm sạch lại sau đó mình sẽ sử dụng kem ủ trắng than hoạt tính. Đây, mình sẽ massage như này để nó sẽ lấy hết tất cả các bụi bẩn. Tại vì bình thường mình đi ra ngoài mình sẽ các cái bụi bẩn nó sẽ bám vào da của mình rất là nhiều, cũng giống như việc là khi mà mình đi về thì bước đầu tiên mình sẽ làm là chính là tẩy trang đúng không? Thì đây, bước đầu tiên của mình đó chính là dùng sữa tắm để tắm tẩy rửa, gột rửa đi tất cả những cái bụi bẩn từ sâu bên trong để đem lại cho mình một làn da trắng sáng. Và điều đặc biệt hơn là sẽ kích thích như một cái đường dẫn để mình hấp thụ tất cả những cái dưỡng chất còn lại của bộ ba sản phẩm còn lại để nó sẽ đi sâu vào trong làn da của mình hơn. Đó, đây. Đó, các bạn thấy không? Bụi bẩn đấy, nó bẩn lắm thì nó mới ra nhiều bọt như này. Đây, giờ thì mình sẽ rửa đi. Rửa đi cho mọi người xem. Rồi, giờ mình sẽ lau đi. Đấy, một tí nữa thôi nhá. Tí nữa đến gần cuối mình sẽ so sánh hai tay của Quỳnh cho mọi người xem được. Thì chú Quỳnh cũng muốn nhắc lại với các bạn về công dụng của kem ủ trắng da than hoạt tính này. Thì tức là khi mà các bạn đã qua một ngày làm việc ở ngoài trời với cái nắng như thế thì chắc chắn là làn da của các bạn sẽ bị đen sạm đi. Thì như các bạn cũng thấy là Thu Quỳnh ý, trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Thu Quỳnh quay ở ngoài trời rất là nhiều, và nhất là quay vào lúc giữa trưa, khoảng thời gian mà nắng nhất trong một ngày, thì làn da của Thu Quỳnh cũng bị đen sạm đi. Thế nhưng mà nếu như hàng ngày chúng ta về và sử dụng sữa tắm dưỡng trắng da hàng ngày và sau đó là ủ kem trắng da than hoạt tính này vào, thì các bạn sẽ thấy một cái sự thay đổi rõ rệt. Tức là tất cả những cái sắc tố mà bị tối màu này, những sắc tố da đen sạm sẽ được đánh bay ngay sau khi mà mình sử dụng. Dù là lần đầu tiên thì các bạn cũng sẽ thấy cái hiệu quả rõ rệt. Và bây giờ là qua 30 phút rồi thì Thu Quỳnh sẽ lau đi cho các bạn nhìn thấy nhá. Nè, ngay cả những bạn mà có làn da đen lì thì các bạn cũng sẽ thấy được cái sự thay đổi ngay từ lần đầu tiên mà các bạn sử dụng sản phẩm này. Đây, mới lau thôi các bạn sẽ thấy rõ ràng ngay, đúng không? Đây, mình sẽ lau kỹ hơn nhé. Rồi, các bạn thấy sao? Vẫn còn cái than ở đây. Nhưng mà các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì Thu Quỳnh đã thấy là rõ ràng là nó có sự khác biệt ngay từ những cái lần, sau mỗi lần sử dụng là có sự khác biệt rõ ràng luôn. Dù là làn da của mình có lì đến đâu, có khó nâng tông đến đâu, thì với sản phẩm này các bạn cũng sẽ thấy được cái sự chênh lệch rõ ràng, đúng không? Sao ấy? Ngon hết rồi. Lì là lấy bộ cũ để like. Dù sao hết rồi đây này. Bóp mãi không ra. Da ngâm. Thật ra thì với những người da ngâm ấy thì dùng hiệu quả nó sẽ mình cần phải dùng duy trì để hiệu quả nó sẽ trắng sáng dần lên nhá. Còn để mà nói một phát trắng bốc ngay thì chắc không có sản phẩm nào tắm trắng nào mà như thế đâu, trừ những sản phẩm lột tẩy. Lột tẩy thì nó làm bào mòn da rất là nguy hiểm cho da, đúng không ạ? Sắp hết rồi, cái lọ này của anh dùng sắp hết rồi. Anh móc ra này cho nó dễ. Đấy, đây nhá, mọi người thấy cái chất kem của cái chất kem này nó làm như này này. Nó sẽ có những cái hạt li ti như này để mình tắm, mình massage nhẹ trên da và mình tẩy da chết trên da của mình ý. Đó.
Đây, cái này thì mình có thể tắm hàng ngày nhá. Tắm hàng ngày để làm gì? Để cho nó da mình nó mềm, nó mướt và nó tẩy được da chết trên da của mình. Các cái hạt li ti này nó sẽ tẩy da chết trên da của mình. Bộ sản phẩm này có giá, tức là bốn sản phẩm này đều có đồng giá là 490.000, nhưng hiện tại khi mua ba combo sản phẩm này là có tắm ủ trắng với cả là bộ dưỡng ban đêm ban ngày này thì sẽ được tặng cái sữa tắm tẩy da chết này. Đó, mọi người mà mua ấy thì mọi người để lại số điện thoại ở đây nhá, để người công ty của công ty sẽ liên hệ với mọi người. Rồi anh rửa tay đi đã, để anh bôi cái thang làm tím đi kìa. Sản phẩm này là của Hàn Quốc nhá, bạn nào vừa hỏi đấy. Sản phẩm này là của Hàn Quốc mọi người ạ. Đấy. Nếu như các bạn mua 3 sản phẩm với giá là mỗi sản phẩm 490.000 thì các bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm dưỡng trắng da hàng ngày và bộ 4 sản phẩm này chỉ với giá 1.470.000 thôi. Các bạn hãy để lại số điện thoại hoặc là comment dưới clip này để các bạn nhận được sự tư vấn từ chuyên gia tư vấn nhé. Vậy là Thu Quỳnh đã vừa chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng cũng như công dụng của bộ sản phẩm này, và chắc hẳn là các bạn cũng đã biết cách sử dụng rồi, biết công dụng của nó trên chính là da của Thu Quỳnh rồi. Tất cả các bạn đều đã nhìn thấy và nghe thấy hết rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì Thu Quỳnh muốn chia sẻ với các bạn về chi phí của sản phẩm này nhá. Nếu như các bạn mua một sản phẩm thì với giá là 490.000, còn nếu như các bạn mua 3 sản phẩm, đấy là kem dưỡng trắng da ban ngày, dưỡng trắng da ban đêm và kem ủ trắng da than hoạt tính, thì chỉ với giá là 1.470.000. Ngoài ra thì các bạn được tặng thêm một lọ sữa tắm trắng da hàng ngày. Vậy là một bộ combo 4 sản phẩm này chỉ với giá 1.470.000 thôi. Và đấy là những chia sẻ của Thu Quỳnh về sản phẩm Skin AEC, và hy vọng rằng các bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý và phù hợp nhất cho làn da của mình. Chúc các bạn một mùa hè với làn da trắng đẹp, mịn màng và khỏe mạnh nhé.